Hello, xin chào mọi người nha. Chào mọi người đã trở lại với channel của mình nha. Mình là chơi gà gaming đấy các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Terraria với Calamity Mod ha các bạn. Chung là mấy hiện mình đang ở ngoài sân chờ đây. Thì mình muốn giới thiệu cho bạn coi thêm hai cái giao diện mà Calamity Mod mới cập nhật thêm. Chung đây là cái giao diện mà ở tập trước mình tạo nhân vật, tạo thế giới được, bạn thấy vậy không? Thì nói chung là nó mới thêm hai giao diện mới nữa để mình đổi cho các bạn coi thử ha. Đây giao diện nè, đó, nhìn cũng chất ha, đẹp đấy, với cái giao diện này bạn thêm hai với cái giao diện là nè, rồi thấy không? Resurrection style mọi người, với nãy là memory style, thêm hai cái style mới ha các bạn, đấy, chung là dữ dội ha, đấy, không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu vào video nào các bạn ơi. Ây vô, mình đã tên là ra đây. Ủa mà thì chung mình tới cũng đang sáng sủa ha. Một ngày gió luôn rồi, nghe tiếng gió hỏi hiu hiu luôn. Lá cây rụng quá chừng ha, nhưng mà kệ. Chung mình tập trước thì chúng ta đã khám phá khá là nhiều ha các bạn. Đây chúng ta khám phá một hệ thống hang cũng khá là nhỏ. Như khám phá hệ thống đường gây nè. Ở đây mình đi một xíu của desert nó ngầm ha các bạn. Gì vậy? Thì ra con slam nhường. Nhưng mà khoan, nãy mình mới tăng lên 50 thử nhưng mà thấy nó vẫn lớn, thì làm thế quyết định là giảm xuống 35. Vậy đi ha. Đây nói chung mình tập tước mình kiếm khá nhiều đồ ha các bạn. Cả đống đồ trong cái gương mình chưa cất luôn nè. Cả đống luôn. Chỉ trong gương mình để đồ hai tổng hai gương rồi nè. Như tập tước thì mình có nói thì tập nay mình đi xây nhà để mình bỏ đồ vô bớt, nhưng mà giờ mình xây thì cũng lâu lắm, cho nên là giờ mình xây cái nền móng xương xương ha các bạn, để cuối video đi mình ngồi mình xây chấp nhận sẽ tua nhanh ha. Trời thì cũng sắp chiều rồi, bạn thấy trời nó đang, mặt trời đang lặn rồi các bạn, nhưng mà vẫn còn phải chơi với mấy con này, mệt thiệt luôn á chứ. Em giết con slam này cái chế một số đồ xương xương ha các bạn. Này sẽ tục đi khám phá tiếp, rồi cỡ khoảng cuối video mình sẽ bắt đầu xây nhà. Mà cái con slam nó cứ kiếm mình hoài, mệt thiệt chứ. Làm cái lò để đây, có cái đe sắt nữa, đe sắt mình chơm ở tập tước hai cái nè, ngon. Làm cái này dứt mấy cái đồ xàm xàm cái các bạn ơi, cái gương nó chật quá mình cũng không biết làm cái gì. Trời ơi, đồ toàn đồ cần thiết không, cái gương còn tống chỗ không ta, còn cất vô đỡ ha các bạn. Rồi, được quá chừng mấy cây gậy luôn. Tiểu hội một con đệ ra cho nó cắn phụ ha các bạn. Để mà thấy mày đệ mày cắn đã không? Ok ok, được lắm. Rất là nên việc ha các bạn. Mình còn làm thêm gì nữa ta? Đây cái máy cưa này, bàn cưa. Trời sắp tối tới rồi bạn ơi. Làm cái máy lơm này nữa. Mình giờ tối tới rồi, chắc mình xây đỡ một cái lồng vậy ha. Trời tối mệt, mệt lắm. Mình xây lẹ chứ ta. Thấy mình xây lẹ không? Do cài mod, quên. Có cài cái mod mà nó xây lẹ vô nữa, với nó tăng cái tầm xây xa hơn nữa. Tạm thời mình ở trong đây đỡ thôi bạn. Là cái cửa cái, để tối mấy quái nó kiếm mình mệt lắm. Đây, cắm thêm cây đuốc cho nó sáng sủa ha, rồi mình bắt đầu chế đồ cái. Từ từ bạn đợi mình xíu. Ôi mình đỡ xây lộn rồi. Rồi. Ồ cần câu luôn hả? Chắc nghĩ sẽ chế kiếm đồ ha. Nói chung là mình có mấy cái mảnh metal scrap nè các bạn. Mấy cái mảnh này là giết mấy con robot chạy nhông sẽ có ha. Nghĩ sẽ chế cái kiếm nha các bạn. Kiếm này có 80 mg. Chế kiếm này đi hả? Chặt thử coi nó đã không? Nói chung là cũng ngắn nha, mà kệ. Mình sẽ chế thêm cây cung nữa, chứ gì mà còn cây cung. Này cung này có 6 à? Cung này 13 luôn. Cộng 8% nữa, quá đã luôn. Mình sẽ chế thêm cái gì nữa ta? Coi còn gì hot đi mà mình chế nữa không? Cần câu chắc không cần, hay cúp chắc cũng không cần. Có cái gậy nè. Cái này thì tiểu hồi đệ mình chắc không cần đâu. Mình sẽ làm thử cây gậy coi nó mạnh không ha. 13.
này 17 luôn, yếu hơn cái cây gậy mình đang xài à. Kệ làm đỡ ha. Gậy phép này cũng ok ha các bạn, cũng được. Đây vì có những khá nhiều tơ nhợ nên khi mà đi hang tập tước nè. Ok, tơ nhợ như được rồi. Với mình cần thêm cái feeder nữa, mình đang tính làm cái set giáp kia kìa. Lộn mà làm lộn mày. Đâu ta, đây. Nhiều đồ quá, cất bớt đồ linh tinh vô cái ha các bạn. Tạm thời cất vô thôi chứ lát mình sẽ sắp xếp gọn gàng lại ha. Bây giờ mình không có thời gian. Giờ chế đồ tước đi rồi tính gì tính. Trước tiên thì mình cần làm mấy cái siêu này giải ha các bạn. Giải để mai đồ mọi người. Sẽ mai một set đồ ra mình đã nghiên cứu trước rồi. Đâu rồi ta? Kiếm coi. Ở nó bên đây luôn chứ. Đây nè. Set đồ desert ha các bạn. Desert Brawler nè. Nói chung là nó tăng thêm 4% đam đam mà tầm xa đó các bạn, nhưng mà 20% khả năng mà không có sử dụng tới đạn, không bị tốn đạn đấy các bạn. Còn cái áo, ôi cái quần thì tăng 10% tốc độ chạy. Nó có cái debuff gì nữa kìa, debuff Mighty Win. Đây là cái áo hả, choàng Irisiren Critical. À ok, để mình đặt cái gương đây các bạn, bắt đầu đây cái. Nhiều đồ quá. Cất vô cất đỡ vô hơi ha các bạn, chứ mình nhiều đồ quá rồi. Rồi để làm full set này ha các bạn. Cái áo, cái nón, cái quần nè, cái áo nè. Để mình khoan, cái nón là tí nữa mình mới có cái nón mà. Cất vô đỡ đi, cất bộ nắm này vô luôn. Đây, để sẽ mặc bộ giáp mới vô cho bạn coi nè. Bấm lộn. Đây, chân đó bạn. Nó lên, đế phê đang lên nè. Được, chính đế phê nè các bạn. Đây, bạn thấy chất không? Từ từ phóng to cho bạn coi. Chất không? Nhìn ngầu ha. Trong đây là bộ giáp dành cho xạ thủ thôi. Nhìn nó như cao bò luôn ha các bạn. Làm đỡ bộ giáp đầu game thôi chứ chứ giờ mình yếu quá à. Phải có miếng giáp vô người ha các bạn. Sao mình có thể làm được cái này nữa ta? Làm từ 8 vàng. Cái này là thường thường nó tên cái đảo trên trời mà ta. Này khi mà gớt tiền cao xuống nó không bị chết nè. 8 gold đó các bạn. 8 vàng, 8 vàng là 8 platinum. Vãi đạn gì chứ. Mình thấy làm cái này cũng hợp lý á. Có làm không ta? Làm luôn ha. 8 vàng. Ủa 8 platinum. Ok, làm cái gớt tiền cao xuống không chết ha. Đỡ phải chết hơn. Với mà mình đang hết mũi tên này. Chế thêm một số mũi tên nữa ha các bạn. Đây, gỗ với đá, 6 tầm mũi tên nữa, nghĩ chắc bắn ok. Đâu sẽ gặp chết cung với con quái này thử coi. Ây da. Cái cung này bắn nhanh ha các bạn. Thấy tới tốc độ bắn nhanh hơn cái cung mình. Bắn phát nào, dính phát đó. Bơi vô đây. Giờ mình không sợ quái đâu bạn ơi. Giờ mình thấy chắc mình chế luôn cái giường quá bạn ơi. Nhiều dạng vậy, giết nhảy quá nhiều dạng quá ha. Giờ mình có thể làm được cái giường mà phải không ta? Đúng rồi, làm một cái giường xưa để mình ngủ qua trời sáng đi ha bạn. Trời sáng mình sẽ bắt đầu đi phiêu lưu tiếp. Mình chết bay rồi, thấy cái cung xịn chưa? Lên đồ lên đồ xạ hữu mình chơi cung nè. Ơi, sao có thằng gon dưới đây vậy? Hay là mình chưa định hướng được series, mình sẽ chơi cái lát gì nữa. Chơi chiếc binh hay chơi xạ hữu, tao thấy xạ hữu chơi phê, tầm xa nó an toàn. Chung là đây có NPC này nhưng mà quái nó đông quá. Shop. Ok. Đây là NPC Golfer ha các bạn. Từ phiên bản 1.4 à. Xuống đây farm mấy con quái cũng được. Shit. Chết nó chết nữa rồi. Đây có máu nè, hợp lý là. Masterful luôn. Để chơi nó. Đã ta, để cắn đã ta, mới con để xịn luôn ơi. Bạn hay ca. Gì vậy? Cho mình cái kiếm luôn, mới làm cái kiếm này chưa kịp chém nữa. Kiếm này kiếm xịn. Kiếm giỏ mấy ông ơi. Trời ơi, mình mới đi. Trời ơi, xui vậy, làm cái kiếm broken luôn. Trời ơi, từ 3 quan tâm đam còn nhiêu đam ở đâu?
từ 28 nóc bách á, họ dẹp luôn. Xui vậy trời. Đây deadly luôn, cho mình cái này deadly luôn, deadly medieval blade. Cái này chặt cũng nhanh, hợp lý. Với tình trạng thiếu hốn vũ khí như này mình cần nó cho đồ. Có cái con này mình còn phải giết nó mới được. Để bắn mình. Desert shot. À, mình giết xuống giết con này mình lấy cái tim cái đã. Để xuống chơi đó. Lộn. Tết kiếm. Bơi đây. Kiếm mạnh thật sự. Ủa, nhảy lên này cũng dính ta. Cảm nhận cái resort này ngầm này nó rộng lớn thiệt chứ Nguyên. Lên máu. Mình tâm 8 máu rồi bạn ơi. Hợp lý. Ui. Nhưng build nhanh thiệt. Có lợi ha. Lên coi. Cái đồ xanh thiệt. Ủa, giết con gì biết quá nhiều tiền vậy bạn. Farm tiền luôn. Ê. Dưới đó rộng á, bạn rộng lớn mới nổi. Sẽ xuống đây tiếp tục. Mà mình đi cái resort ngầm này không có khoáng sản nhiều ha. Trời ơi. Dưới đây rộng lắm mày. Ê, có căn phòng dưới đó, hợp lý. Yeah. Kẻ phép này cũng xịn á các bạn. Mới làm vài món vũ khí hợp lý. Giờ không sợ mấy con quái đây nữa bạn ơi. Đây có một cái căn phòng mình cần phải mở đồ, kiếm đồ dưới đây. Trước tiên phải giết con này đã. Mày lao. Mày kẻ phép chưa? Kẻ phép mới đó. Đây á. Đây có tanh đẹp dưới ta. Chơm hết luôn mày ơi. Có con này nữa, này nó bắn mình, mới bắn xong. Nó mở cửa ra nó bắn mình nè. Gom tanh luôn, gom này luôn. Sắp đầy gương nữa rồi đó. Thấy không ổn. Giật nắm đỡ. Sẽ mở gương nha các bạn. Mong là kiếm được đồ gì đó. Ây da, mới giật lắc nhẹ. Hơi bị sợ xíu. Gì đây? Alo. Cho mình đôi giày hả? Hợp lý mình chưa có giày. Lít, ok, lấy hết đi. Lấy hết xong cái đại gương luôn rồi. Vãi đạn gì chứ. Lít, dục gì giờ. Cất bớt đồ vô cái bạn ơi. Nhiều đồ vãi. Trời sáng còn mưa chứ. Cất bớt đồ vô cái bạn ơi. Nhiều quá đồ luôn. Cất đỡ vô thôi. Ôi, đem gương này heo. Có cái kiếm này vô, kiếm sida và hái đạn chứ làm cái kiếm đúng lõ luôn mọi người. Đó, giờ ha hồ mà đi phiêu lưu mọi người. Nhiều vàng chứ. Mà quên nó mình cất tiền, nhắc tới vàng mới phải cất tiền rồi nữa. Giếp em quá là nhiều tiền thiệt chứ. 49 vàng rồi. Ngon, càng nhiều tiền thì sau này mình càng khỏe. Yeah, mình có đôi dài rồi mọi người. Giúp mình chạy nhanh hơn nhiều. Oh yeah, dài chất thiệt chứ. Thấy mày ngầu không? À, lên xét đồ cái là nhìn chiến binh ngay. Sẽ đi khám phá tiếp qua bên phải các bạn. Thì bên phải tập trước mình chưa đi nhiều. Mới đi tới cái hang mình xuống luôn. Lát mình sẽ chặt mấy cái dừa này để mình xây nhà. Có đi dài cái đi nó đã hơn à. Phê. Hợp lý rồi chứ. Đây có cây khổng lồ nè. Xây nhà cây này cũng hợp lý nhưng mà làm biết đó. Đi nó xa lắm. Mưa tầm tã luôn rồi. Đi xuống đây coi thử coi. Glow stick. Con này. Trời ơi, cho gì đâu không gì vậy. Nãy chứ. Đây có cái hồ nước đẹp ta. Đẹp thiệt luôn ơi. Gì đây? Cái gậy này cũng mạnh nè, hợp lý, 15 magic dam luôn. Ok. Được. Gì đây? Dragon skin. Nhiều hút ha. Lụm luôn. Rồi quyết định sẽ đi hang này. Thấy là ok con về đó. Nghĩ cái hang này sẽ rộng đây. Mới xuống mà thấy gương nữa rồi kìa. Có cái dù nè. Dù này đánh được luôn đó các bạn. Dù này để mà cầm lên nó rớt không đi chết.
Nhưng mà mình đã có cái gớt từ độ cao nào xuống cũng không chết tên. Nãy mới chế 8 platinum nữa mày. Hơi mát xíu nhưng mà giờ khỏe rồi, không sợ chết luôn. Ủa nó có hệ thống đường gây nè, đi thử coi. Đây, tập trước mày có lượm chiếc xe này trong cái gương ngắm nè các bạn. Đẹp ha. Đi ra chỗ khác chơi, thấy xe xịn không? Test xe. Xe này không có phát sáng như nắm phát sáng ha các bạn. Hơi buồn xíu nhưng mà không sao, mình sẽ thể cầm đuốc mà đi. Sao mình không thấy gì hết tên vậy, không có gì đạo tên vậy. Ơi khoan, đây có Amethyst trên đây nè. À, ở đây nó có một cái căn phòng trên đây. Ồ, hợp lý căn phòng. Lên luôn. Ồ. Cánh ra coi. Dọn dẹp. Gơm luôn. Mở gương, tại thêm một cái gương nữa, gương biến về. Có cái rồi, cho mình thêm cái nữa. Phải đạn thì chứ. Rồi, đó không có gì hết, mình sẽ đi tiếp. Kẹt nè. Let's go. Không, nói chung là cũng phát sáng nè các bạn. Bánh xe nó phát sáng nè, xe nó cũng phát sáng xanh xanh nữa. Đổ đâu phát sáng chứ, bây giờ nó cũng sáng tưng luôn bạn, đã à. Chưa có mấy cái hút nữa. Nghĩ là phải cần đào mấy cái đá quý để làm mấy cái hút. Gì đây, con này gì đây. Chạy đâu. Ở sẽ đường gây nãy dài thiệt ha các bạn. Ui, nó dẫn qua tới sa mạc luôn rồi. Sa mạc ngầm. Ui, quảng cái vậy. Mới đi sa mạc ngầm xong, giờ nó dẫn qua sa mạc ngầm. Xuống mà đường cục là hơi bị cay ha. Đồ nó cục thiệt luôn ơi. Quái đái. Mình đã quyết định đi về. Sau một chuyến đi không có gì hết, trời đang mưa tầm tã luôn rồi sao đây. Hey yo, hello mọi người. Mình đã trở lại vào một buổi sáng tinh mơ. Cất tiền những cái sợ cất tiền quá. Rồi đi khám phá tiếp coi. Đi qua tái hết ta. Kiếm thêm đồ coi. Ủa, hay lắm đệ. Để mình nó làm ăn lên việc quá ha. Mình trời đang lên rồi. Giờ còn sáng sớm á. Xin đi tiếp qua này. Ô, nó có xương rồng nữa hả. Sa mạc nữa mọi người. Quả gì. Ủa. Mày nhận đi. Nhận với đệ. Chưa một chiếu rồi đầu game lấy lông để mà mình. Lông cái desert feeder đó. Vậy để mà mình làm bộ giáp này nè. Đi qua tới corruption rồi mày, không ổn mày. Thấy không ổn rồi đó. Nên quay đầu làm bờ mày. Giờ mình chưa cần qua corruption làm gì. Nghĩa, ấy da, corruption dài lắm. Để chơi nó. Mày robot giúp tôi. Gì đây. Cho mình gì đây. Nói gì ta. Cũng biết nè. Kệ đeo vô thử đi. Với nãy mình giết con gì để cho mình cái này nè. Kệ đeo vô luôn. Trời sáng tương luôn. Mấy con robot đấy nè. Giờ mình đã không cần mấy cái mảnh kim loại nữa rồi. Mấy con robot nó cứ ra hoài. Ê. À. Thì ra mình bị kẹt đường. Nói chứ không phải mọi người. Bạn thấy không. Nãy mình mới có cái dòng trắng gì á. Thấy á. Láo này. Nó có dòng trắng đó các bạn, cái dòng trắng nãy mình mới xài phụ kiện vô nè. Ghê ha, sự dữ dội. Sáng sớm tịt mời luôn rồi. Sẽ đi tiếp qua đó đi. Còn cái hang này cũng chưa khám phá hết. Ok, từ từ. Đây, lá trắng nè các bạn. Nhìn xịn sò các bạn ha. Nhiều cái mới quá các bạn. Ghê ta, nhìn dữ dội ta, có giáp mới rồi. Đây, cái giáp mới rồi quá. Dòng xây đồ nữa. Lá chắn bảo vệ rồi, dữ dội ta, hầm hố rồi đó, nhìn mình hơi bị dữ rồi đó. Mà mình cái gương mình nó sắp đầy nữa ta. Mình phải xây căn nhà lẻ lẻ để mình. Để nhiều cái gương cất đồ mà được chứ, đồn nhiều quá. Để mình khám phá bên đây xíu nữa ha. Xong đây đi, mình về xây nhà. Ồ, đi sợ phía được. Mày thấy chưa, thấy sợ chưa. Quéo liền, giờ mình đã mạnh hơn xưa rồi. Có tí giáp vô là khác hẳn mọi người. Mình sẽ đi khám phá tiếp qua đây. Cái cô boss nó sáng lên, sáng nó đồng quá nồi luôn bạn. Giết nó quá chừng được mấy mảnh kim loại luôn. Càng quét hết, giờ mình đã mạnh rồi.
tránh ra cho nhà địch đi qua. Mình vẫn ưng cái hồ này nha, hồ nước này đẹp á. Chưa nghĩ cái công trình nào để xây lên hồ đó, nhưng mà kệ đó, kệ đó đi. Mình đi qua tới gượng rồi ta. Nhưng mà giờ thì khám phá gượng ngầm cũng hợp lý đó các bạn. Thì gượng ngầm nó sẽ có rất là nhiều tim, nhưng mà mình lên máu đó. Ây ây da, robot kiếm mình được. Ờ đây có mấy cái gương nè bạn, hai cái gương luôn, nhiều dữ ta. Bị xe nhanh cứ cắm hai cái đốt hoài luôn, hơi bị cay xíu nhưng mà sao. Mở gương spear hả, giáo hả, hơi bị chậm nha. Giá này 19 đa nhưng mà hơi bị chậm. Ơ à, mày lượm giáo luôn. Bơm mũi tên hút cái về lượm hết, gom hết về hả các bạn. Nghe gì nữa đây, cái ống này ống hỏi nè các bạn, hỏi bằng hạt giống 17 random. Ok lấy luôn đi, rồi loot hết. Hút xây nhà nè, lát mình uống mình xây nhà cho lẹ. Bỏ gì ra ta, bỏ nắm gì á, gì á, kiếm chuyện các bạn, kiếm chuyện heavy bát. Ờ cái đó như là cái đồ mới của phiên bản mà tê đây hợp tác cái đồ step đó các bạn, mà mình đầy gương rồi nó bỏ vô cái kia mình nè. Lát mình mốt phải làm cái đó mình mới lấy đồ được. Jungle torch đầy gương rồi bạn ơi, mình có nên rút về không, điểm đi khám phá xíu xong lát sẽ về xây nhà luôn hả các bạn. Rùa bó chứ chúng tôi nhiều cái nó bỏ vô kiểu rồi, điểm đầy gương quá rồi. Ở đây có hồ nước bự ha, bự thật sự. Mình đi khám phá tiếp, mình tạo cái map lớn luôn các bạn, nên là khám phá chắc cũng hơi lâu. Ở đây nó có một cái gương ngầm nè, nhớ đó, để mốt mình xuống đó, mình quẩy đó. Có lẽ sẽ ăn hành nhiều nhưng mà không sao, mình hãy cần tô được. Có cái gương này, mở gương xong mình đi về xây nhà luôn ha. À, Atlet, hợp lý. Để quá chừng slot phụ kiện luôn. Good on này, về thôi, xong. Giờ sẽ rút về mà xây nhà hả các bạn. Đi về. Trời sáng sủa luôn, giờ xây nhà là hợp lý đó các bạn. Mình cất đồ vô gương bớt cho nó tống cái hành tang đi, mình sẽ bắt đầu xây nhà. Rồi nó đầy gương nữa rồi ta. Công nhận vải đạn thì chứ đầy hoài đó. Rồi dọn dẹp cửa đồ, cất đồ vô gương bớt nè. Giờ mình tạm thời cất lung tung vô tứ đi hai bạn, rồi sắp xếp sao. Giờ mình sắp xếp cũng thấy nó hơi lâu. Lấy này ra, mình kiếm được quá trời đồ luôn. Rồi tạm thời là vậy đi, trời cũng đang sáng sủa, một ngày thích hợp để xây nhà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xây nhà ha. Mình sẽ tung ra đi công đoạn xây nhà này thì nó cũng khá là lâu á, xây cả nhà nó cũng vừa rồi, không có bự lắm đâu. Rồi bắt đầu xây nhà thôi, hẹn lại các bạn sau nha.
Hello, xin chào mọi người nha. Thì mình đã trở lại vào đây. Thì nói chung mình cũng đã gần như là xây xong căn nhà cho mình hai bạn. Nói chung cũng khá là lâu đó. Xây tổng vọng 1.5 tiếng đó các bạn. Mà tôi nhanh thì các bạn hãy xem nó nhanh hơn ha. Đây, mình chạy qua đuôi cho bạn coi. Đây, căn nhà nói chung là cũng vừa vừa phải thôi chứ không có to lắm ha các bạn. Vừa vừa thôi ha. Đấy, thấy vừa đủ ở ha các bạn. Máy vườm ha các bạn. Máy vườm, máy nhọn được cái kiểu ha. Đấy, chung là cũng khá là rộng, đủ để mình ở ha. Thấy để nhiều thứ, nhiều đồ để hất vô. Chung là mình tạm thời có hai NPC ha các bạn, hàng gu với hàng golfer nè. Chung là cũng khá là rộng ha, sáng sủa luôn ha các bạn. Mình đang bị kính cường lực khá là nhiều, cho nên là thoải mái, sáng sủa luôn. Có ban công đồ cái kiểu ha, chung là hợp lý luôn. Cửa sổ ban công đồ để hất đồ. Chung là bạn hãy thấy được một số hất khá là lạ nhờ cái hùng này hoặc là chiếc xe trên đây. Như làm review cho bạn coi một số hướng như là cái giá theo đồ này, cái bánh xe này và cái liều này, cái liều nè các bạn, cái dù nè các bạn, cái xô nè các bạn, này là cái này tử hình nè các bạn, này treo cổ nè, này để chặt đầu nè, hơi bị ghê luôn nha các bạn. Này cái đầu cào thôi. Nói chung là mình có thể làm được một số thứ nhiều lắm, nói chung là mình còn làm nhiều cái được nữa, là một số thứ từ cái mod, nói chung là Terrachitech gì á nè, làm từ cái bàn nè các bạn. Một số thứ nó như ngoài đời á, nhìn nó đẹp lắm, trang trí đồ bao đỉnh luôn. Đây, dù này ha, liều đồ kiểu, nói chung là còn làm mấy cái nữa, như làm thử ha, làm chơi thử ha. Nói chung là làm mấy đó trang trí cũng đẹp các bạn. Cái giá để khăn nè, nó nhiều lắm. Nhưng mà tạm thời cũng đồ sổ hết đây. Trang trí đồ để đồ bàn, lò, cái đe đồ, máy móc đồ để vô hết các bạn, gương đồ ha. Chung cái máy tại đây thì mình tận dụng để cất đồ tới đây ha các bạn. Bạn thấy tối hù không? Lên cho bạn coi. Tối hù à. Nè, để gương đây ha, nhưng mà mới có mấy cái à. Rồi ở dưới đây thì mình cũng đã cất đồ vô gọn gàng tên này, xếp theo loại tên ha các bạn. Này đá quý rồi khoáng sản nè. Thuốc men rồi hoa lá hẹ nè. Này đồ neo hấp với đồ xây dựng. Còn này là mấy đồ nguyên liệu chế đồ ha. Này thì mấy đồ chọi, đồ ném, vũ khí đồ. Đó vậy đó. Dưới đây thì mấy cây gậy tiêu hồi để. Đây thì đồ với tiền. Rồi. Mấy cái gương này mình cũng chưa để gì nhiều. Nói chung là mình cũng nói chung là ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ đẹp đẽ hết rồi đó. Tờ hôm nay cũng sáng sủa đẹp đẽ luôn. Rất thích hợp để kết thúc video tại đây ha. Ok thì video mình cũng nói chung là cũng khá là dài lắm rồi đó. Thì hẹn lại các bạn những video sau nha. Bạn thấy hay thì nhớ like, share, subscribe. Và nếu có thắc mắc gì thì comment ở bên dưới để mình giải đáp cho ha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người nha. Một căn nhà chung là rộng lớn vãi đạn luôn. Bye bye mọi người. 5, 6, 7, 8.